Chuyện tranh liên hoàn họa. Tây Du Ký. Tập 34. Tôn Ngộ không diệt trừ yêu tinh báo gấm. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện ở kênh Chuyện Tranh Xưa. Các bạn nhớ đăng ký và nhấn chuông để theo dõi và ủng hộ kênh nhé. Thầy trò đường tăng từ biệt quốc vương nước khâm pháp tiếp tục sang Tây Thiên lấy kinh. Đang lúc vui vẻ, bỗng họ nhìn thấy một tòa núi cao chắn lối. Đường tăng nghìn ngựa nói, đồ đệ ơi, các con nhìn thấy núi trước mặt cao vòi vọi thế kia, phải cẩn thận nhé. Hành giả cười nói, sư phụ yên tâm, con sẽ bảo vệ sư phụ. Đang đi bỗng nghe thấy tiếng gió thổi vù vù, lại thấy một trận mù cuộn tới. Tam tạng bát giác sợ hãi. Hành giả thưa, xin mời sư phụ xuống ngựa, hai đệ bảo vệ sư phụ ở đây, để con đi xem lành giữ ra sao. Đại thánh con người một cái đã nhảy vút lên giữa tầng không, quan sát phía dưới, quả nhiên thấy một con yêu tinh đang ngồi trên sườn núi. Lại thấy thủ hạ gồm ba bốn chục tiểu yêu đứng sắp hàng ở đó, còn yêu quái đang làm phép thổi gió phun mù hành giả nghĩ, nên để cho bát giới đi đánh nhau với con yêu tinh này một trận, xem bản lĩnh nó thế nào. Nghĩ thế rồi lập tức hạ mây đi tới trước mặt tam tạng. Hành giả thưa, con tưởng chỗ gió xương e có yêu quái, hóa ra không phải. Trước mặt không xa là một thôn trang. Mọi người trong thôn đang nấu cơm gạo, làm lương khô, bánh bao để thiết đãi sư tăng. Đám xương mở ban nãy là làn khói họ hấp bánh đấy. Bát giới nghe có người cúng dường cho hòa thượng, bè nói, thưa sư phụ, Sư Huỳnh nói trong xóm đằng trước mọi người đang làm cơm chay thiết đãi sư tăng. Mọi người cứ ngồi nghỉ tạm ở đây để con đi tìm ít cỏ non cho ngựa ăn trước, sau đó chúng ta vào xóm xin cơm chay. Chú ngốc ta cười thầm rồi đi luôn. Hành giả đuổi theo tóm lấy nói, chú em ạ, à, ở đó người ta thiết đãi sư tăng chỉ thiết đãi người tuấn tú thôi, chứ không thiết đãi người xấu xí đâu. Bát giới nghe vậy, liền biến thành một hòa thượng vừa lùn vừa béo, tay gõ mõ cá, miệng lầm rầm ea. Lại nói chuyện yêu quái thu gió dẹp mù, ra lệnh cho bọn tiểu yêu bày thành một vòng trận ngay giữa đường cái để đợi người qua lại. Chú ngốc ta suối quẩy, một lát sau sọc ngay vào giữa, bị bọn tiểu yêu vây chặt, đứa túm quần áo, đứa tóm thắt lưng, co co kéo kéo sành sạch. Bát giới nói, đừng có kéo, để tôi tự đến ăn từng nhà. Bọn tiểu yêu quát, hòa thượng kia, nhà ngươi định ăn cái gì? Bát giới nói, các người ở đây thiết đãi cơm chay sư tăng, ta tới ăn cơm chay mà. Bọn tiểu yêu nói, chúng tao ở đây đang muốn ăn thịt sư tăng thì có, chúng tao đều là những yêu tiên đắc đạo trong núi chuyên bắt hòa thượng mang về nhà bỏ vào lồng hấp hấp lên rồi ăn thịt nhà ngươi lại tưởng tới ăn cơm chay à bát giới nghe xong trong lòng sợ hãi biết là đã bị ngộ không lừa bèn hiện nguyên hình rút cây đinh ba bên mạng sườn ra bổ loạn xạ một chập khiến lũ tiểu yêu phải chạy giạt đi lũ tiểu yêu vội vàng về báo với yêu quái còn yêu quái nghe nói thế bèn cầm một cây gậy sắt chạy ra ngoài động bát giới và yêu quái xưng họ tên yêu quái nghe nói bát giới là đồ đệ của đường tăng, bèn nói, hóa ra nhà ngươi là đồ đệ của đường tăng. Ta vẫn nghe nói thịt đường tăng ngon lắm, đang muốn bắt hắn. Nói rồi, xông tới đánh liền. Hai người đánh nhau quyết liệt trong thung lũng. Lại nói hành giả lâu không thấy bát giới trở về, bèn lén bảo sa tăng, ngươi trông coi sư phụ, ta đi xem bát giới thế nào. Nói xong, nhổ sợ lông khẽ hồ biến. Biến thành một hành giả giả cùng sa tăng đứng hầu tam tạng, còn chân thân thì xuất thần nhảy vút lên không trung quan sát hành giả thấy chú ngốc bị lũ yêu quái vây chặt, cây đinh ba múa loạn choạng, dần dần khó địch nổi. Hành giả hạ mây bước xuống, lớn tiếng gọi, bát giới chớ hoảng hốt, lão tôn đã tới đây, chú ngốc nghe tiếng hành giả, bừng bừng khí thế, phấn chấn oai phong, vung đinh ba sốc tới, bổ loạn xạ một chập. Yêu quái địch không nổi, bị thua trận, dẫn bọn tiểu yêu bỏ chạy. Hành giả thấy yêu quái bỏ chạy, nhưng cũng không đuổi theo, quay đầu đám mây trở về thu sợi lông tơ lên người như cũ. Tam tạng người trần mắt thịt, chẳng hề hay biết, một lát sau, chú ngốc cũng thắng trận trở về, mệt mỏi đến nỗi mũi dãi lòng thòng, mồ hôi nhễ nhại, mệt hồng hộc bước tới, cắt tiếng gọi sư phụ tam tạng thấy vậy thất kinh hỏi bát giới, con đi cắt cỏ cho ngựa mà sao trở về bơ phờ thất thiểu thế kia? bát giới bèn đem chuyện đi trước gặp yêu quái như thế nào, kể lại cho đường tăng nghe, lại thêm mắm thêm muối, kể lại ngộ không xía vô ra sao? đường tăng truy hỏi ngộ không đành nói thật, rồi gọi bát giới đến giận rằng ngươi là tiên phong mở đường, đánh yêu quái, công đầu tính cho ngươi. Bát giới cùng yêu quái đã đánh một trận, trong bụng yên tâm, không từ chối. Hành giả mừng rỡ, lập tức sửa soạn yên cương, mời sư phụ lên ngựa. Sa tăng gánh hành lý, theo sau bát giới, cả đoàn lên đường vào sâu trong núi. Bấy giờ, con yêu quái kia dẫn đám tàn binh chạy về động, trong lòng rất buồn bực, nghĩ rằng thịt đường tăng ăn vào sống lâu, nhưng khổ một nỗi là không có cách nào tốt để mà bắt được. Bấy giờ có một con tiểu yêu tiến lên nói, tôi có một kế, gọi là phân biện mai hoa. Trước hết chọn ra ở trong động lấy ba tên tài giỏi có thể biến ra làm đại vương, dụ ba đồ đệ của đường tăng ra ba nơi. Còn chính đại vương thì đi bắt lấy đường tăng. Lão yêu luôn miệng khen là diệu kế, liền hô tập hợp yêu quái, điểm hết yêu quái lớn nhỏ trong động, quả nhiên cũng chọn được ba tên giỏi giang. Biết biến hóa giống hệt lão yêu, tay cầm gậy sắt, chia đi mai phục đợi đường tăng. Bốn thầy trò đi một lúc đã lâu, chợt thấy bên đường nhảy ra một con yêu quái định bắt đường tăng bát giới không nhận rõ thật giả, vội vàng đón đánh. Yêu quái vừa đánh vừa lui, dụ cho bát giới đuổi theo ra một nơi. Chợt trong bụi cỏ lại thấy nhảy ra một con yêu quái. Hành giả cho rằng bát giới để cho nó chạy thoát tới đây, liền tiến lên đón đánh. Con yêu quái ấy lại dụ hành giả ra phía xa đánh nhau với nó. Chợt ở phía sau núi lại nhảy ra một con yêu nữa. Sa tăng trông thấy cũng giật mình, vội dơ thiền trượng lên chặn đánh nó. Ba đồ đệ của đường tăng bị ba con yêu quái cầm chân dụ địch. Dần dần đi xa chỗ đường tăng, lão quái đứng giữa tầng không, nhìn thấy đường tăng một mình ngồi trên lưng ngựa, bèn thò năm móng tay sắt sắc như lưỡi câu móc lấy đường tăng. Tam tạng ngã ngựa rời yên, bị yêu quái nổi một trận gió cuốn đi. Lão yêu bắt được đường tăng đem về, phong cho con tiểu yêu dâng kế làm tướng tiên phong, lại ra lệnh cho lũ tiểu yêu rửa nổi, khuân củi nhóm lửa, sửa soạn làm thịt đường tăng. Con tiểu yêu tiên phong nói, nếu chúng ta ăn thịt đường tăng, sợ rằng tôm ngộ không chẳng chịu để yên, chi bằng đem đường tăng treo lên, đợi ngộ không đi rồi, mới thịt ăn thì hơn. Lão yêu cười nói, tiên phong nói có lý lắm. Bèn hạ lệnh giam đường tăng vào vườn sau trói chặt vào gốc cây. Đường tăng bị trói vào gốc cây, nghĩ bọn ngộ không không biết mình bị bắt đến đây, khó mà giải cứu được, không khỏi rớt nước mặt. Bỗng nghe trên ngọn cây trước mặt có người gọi, trưởng lão, ngài cũng bị yêu quái bắt đến đây sao? Đường tăng vội hỏi người ấy là ai? Người ấy than rằng, tôi là tiểu phi kiếm củi, trong nhà còn có mẹ già, tôi mà chết thì ai nuôi? Đường tăng cũng than rằng, ta phụng chỉ đi lấy kinh, ta mà chết thì sao báo được ân vua. Hai người cùng cảnh ngộ, không khỏi thương khóc cho nhau. Lại nói chuyện tôn hành giả đánh nuôi tên tiểu yêu ở bãi cỏ, vội quay về chỗ cũ bên đường, chẳng thấy sư phụ đâu cả, chỉ còn chơi con ngựa bạch và gói hành lý, thì sợ quá, vội vàng dắt ngựa, gánh đồ vào núi tìm. Bát giới, sa tăng đánh mấy con yêu quái kia thua chạy, rồi trở về chỗ cũ. Gặp hành giả, mọi người mới biết là trúng kế của yêu quái. Ba người chẳng biết làm gì, đành vào núi tìm đi chừng hai chục dặm, bỗng nhìn thấy dưới chân vách núi dựng đứng có một tòa động phủ. Hành giả nói, đây chính là xào huyệt của yêu tinh, sư phụ chắc bị nhốt ở trong đó. Chú ngốc tức giận, vung đinh ba lấy hết sức bổ xuống, tấm cửa đá vỡ toác một miếng, đoạn quát, yêu quái. Mau trả sư phụ ta đây. Bọn tiểu yêu giữ cửa vội vàng chạy vào báo. Lão quái oán trách nói, chỉ tại nhà ngươi bày kế. Biết làm sao bây giờ, tiên phong nói, đại vương cứ yên tâm, chờ oán trách nữa, tôi có một kế lừa được chúng. Đoạn tên tiên phong, cầm lưỡi rìu sắt chặt một đoạn gốc cây liễu đẽo thành một cái đầu người, phun vào một ít máu người, bôi bôi vẽ vẽ, đặt trong chiếc khay sơn. Hai tiểu yêu bưng ra cửa cất tiếng gọi, thưa ngài đại thánh, xin ngài nguôi giận tha thứ cho. Sư phụ ngài bị đại vương tôi bắt vào động, bọn tiểu yêu trong động hỗn láo, chẳng kể hay dở sông ngay vào đứa cắn, đứa xẻ, đứa rứt, đứa nhai, ăn loáng một cái hết sạch sư phụ, chỉ còn lại cái đầu lâu này thôi. Hành giả nói, ăn hết rồi thì thôi, nhưng mang cái đầu lại đây để ta xem thật hay giả." Tên tiểu yêu ném cái đầu lâu qua lỗ cửa vỡ. Trư Bát Giới nhìn thấy khóc quả lên. Hành Giả nói, "Chú ngốc coi xem thật hay giả rồi hãng khóc." Bát Giới nói, "Đầu người lại còn thật giả gì nữa?" Hành Giả nói, "Cái đầu này là giả." Bát Giới hỏi, "Sao anh biết là giả?" Hành Giả nói, "Đầu người thật khi ném chỉ kêu cộc một cái chứ không vang. Còn đầu giả khi ném vang như tiếng mõ." Đoạn rút ngay cây gậy nạm vàng ra nhằm cái đầu đập một phát vỡ tan, té ra là gốc cây liễu. Bát giới tức quá chửi mắng om sòm, đồ giặc cỏ đê tiện kia, các ngươi giấu sư phụ ta trong động, rồi đưa gốc liễu ra bịp ông tổ họ chư của các ngươi hả? Chẳng phải sư phụ ta, chỉ là tinh cây liễu biến thành đấy chứ? Tên tiểu yêu bưng khay sợ quá run rẩy chạy vào báo. Lão quái nói, hay là chọn một cái đầu chứ ăn hết mang ra cho chúng. Bọn tiểu yêu lập tức chọn một cái đầu còn bê bết máu tươi, lột bỏ sạch ra non nhảy nhụa, sai tên tiểu yêu đặt vào khay bê ra, ném qua lỗ cửa, cái đầu lăn lông lốc dòng dòng máu tươi. Tôn hành giả nhận ra là đầu người thật, chẳng còn biết thế nào cũng bật khóc. Bát giới, sa tăng cũng khóc giống lên. Chú ngốc, ôm cái đầu vào lòng chạy lên sườn núi, chọn chỗ quang đãng, sáng sủa tàng phong tụ khí, lấy đinh ba đào một cái hố, chôn cái đầu xuống, rồi đắp thành nấm mộ. Rồi để sa tăng trông coi mộ và hành lý, còn bát giới và ngộ không quay lại động phủ báo thù cho sư phụ. Tiểu yêu ở trong động đều sợ hãi, hồn vía lên mây trách yêu tiên phong làm hỏng việc lão yêu không biết làm thế nào đành ra bộ gan góc dẫn lũ tiểu yêu ra ngoài cửa đánh đại thánh và bát giới chặn bọn tiểu yêu lại quát tên nào bắt sư phụ ta lão quái cầm gậy sắt bước ra lớn tiếng quát đồ hòa thượng khốn kiếp kia các ngươi không nhận ra ta sao ta là nam sơn đại vương đã ở đây mấy trăm năm rồi đường tăng đã bị ta ăn thịt ngươi dám làm gì ta nào hành giả nghe thấy nổi giận nhằm đầu lão yêu bổ luôn một gậy yêu quái nghiêng mình tránh giơ cây gậy lên đỡ bát giới nhịn không nổi vung đinh ba đánh nhau với tên tiên phong. Tên tiên phong dẫn bọn tiểu yêu kéo ô cả lại. Một trận hỗn chiến khốc liệt diễn ra nơi núi thẳm. Tôn đại thánh thấy bọn tiểu yêu dũng mãnh, đánh mãi không lui, bèn dùng phép phân thân nhổ một sợi lông bỏ vào miệng nhai nát rồi phun ra, hô biến, lập tức mỗi màu lông đều biến thành một hành giả, tay cũng cầm gậy sắt xông vào đánh. Mấy trăm tên tiểu yêu đánh trước không đỡ được sau, đâm trái không che được bên phải, con nào con ấy bỏ chạy tán loạn, cầu sống về bản động. Hành giả bắt giới từ trong trận đánh thốc ra ngoài. Nam sơn đại vương sợ quá vội vàng thổi gió phun mù thoát thân chạy về. Tên tiên phong không biết biến hóa, bị hành giả vung gậy sắt đập chết. Hiện nguyên hình là con sói xanh thành tinh. Lại nói chuyện lão quái chạy thoát về động, sai ngay bọn tiểu yêu quân đá gánh đất lấp kín cửa trước. Hành giả dẫn bắt giới đuổi tới cửa hò hét om sòm, nhưng không một tiếng trả lời. Hành giả nói, yêu quái lấp cửa trước, nhất định có cửa sau để ra vào. Để tôi đi xem sao đoạn đại thánh thu gậy, bước sang bên kia sườn núi. Hành giả nhìn thấy một tòa cổng bên bờ suối, bên cổng có một khe nước ngầm phun nước ra, bèn nghĩ thầm, đây chắc là cửa sau. Hành giả biến thành một con chuột nước, tõm một tiếng, nhảy xuống khe nước ngầm, lặn xuống tận đáy khe quan sát. Hành giả thấy chỗ có nắng, mấy con tiểu yêu đang phơi từng lát thịt người. Hành giả liền nhảy ra khỏi khe, lắc mình một cái biến thành một con kiến cánh bay vào trong. Hành giả bay thẳng vào nhà giữa, thấy lão quái đang ngồi buồn rười rượi, Bỗng một tiểu yêu từ phía sau nhảy ra báo, chúng con đi thám thính ở bên suối ngoài cổng sau, bỗng nghe thấy tiếng khóc, con bèn lên đỉnh núi quan sát, hóa ra là chư bắt giới, tôn hành giả, Sa Hòa thượng đang khóc giống bên ngôi mộ. Hẳn là bọn chúng ngỡ cái đầu đó là đầu Đường Tăng, đem chôn cất rồi khóc giống bên mộ. Hành giả nghe trộm được câu nói ấy, trong bụng mừng rỡ nghĩ thầm, cứ như lời nói ấy, thì sư phụ đang còn bị giam giữ trong này, chưa bị ăn thịt. Đoạn đại thánh bay vào nhà giữa, thấy tường bên có một cái cửa nhỏ đóng im ỉm. Ben lách qua khe cửa chui vào xem xét. Hóa ra là một khu vườn, tiếng khóc bi ai văng vẳng đâu đây. Hành giả bay thẳng vào giữa vườn, thấy có hai người bị trói dưới gốc cây to, một người rõ ràng là đường tăng. Hành giả vừa nhìn thấy, hiện nguyên bản tướng, chạy tới bên cất tiếng gọi, sư phụ, tam tạng nhận ra tiếng hành giả vui mừng khôn xiết. Hành giả nói, sư phụ đừng gọi tên con, đằng trước có người e lộ mất. Sư phụ còn sống, con chắc chắn sẽ cứu được. Sư phụ yên tâm, Gắng chịu đựng chút nữa, chừng nào con đánh gục được yêu quái, mới cứu sư phụ được. Hành giả lắc mình biến thành một con kiến cánh, trở lại sảnh giữa, thấy lũ tiểu yêu đang bàn luận nên ăn thịt đường tăng thế nào. Hành giả bèn nhổ một nắm lông, biến thành mấy con trùng ngủ, tung lên mặt lũ yêu quái, lập tức tiếng ngáy vang như sấm, lão yêu cũng lăn ra ngủ. Hành giả mừng thầm nhảy xuống, hiện nguyên hình, rút cây gậy sắt trong tay giả phá vỡ tấm cửa bên, chạy thẳng vào vườn sau cứu sư phụ và người tiểu phu ra Bát giới và sa tăng trông thấy sư phụ còn sống thì hết sức vui mừng. Hành giả cười nói, sư phụ hãy tạm ngồi đây để con vào diệt yêu quái đã. Nói xong liền nhảy lên mây quay vào trong động. Hành giả xông vào sảnh giữa thấy lão quái vẫn đang ngủ say, liền trói túm bốn vó hắn lại. Đoạn lấy gậy sắt sỏ vào, quẩy lên vai, ra thẳng cửa sau, cưỡi mây quay về. Hành giả bước tới đặt lão yêu xuống đất. Bát giới giơ đinh ba toàn bổ. Hành giả nói, hãy khoan. Trong động còn bọn tiểu yêu chưa bắt, chi bằng tìm ít củi thui cho tiệt nọc nhà chúng. người tiểu phu nghe nói bèn dẫn bắt giới tới thung lũng phía đông nhặt ít cây khô gánh về chất kín cửa sau. hành giả châm lửa, bát giới lấy hai tay quạt gió. trong chốc lát tòa động phủ hóa thành cho. bấy giờ hành giả mới quay về gặp sư phụ. bát giới bước tới vung đinh ba bổ yêu quái chết tươi. hiện nguyên bản tướng là con báo hoa thành tinh. người tiểu phu nói: thưa trưởng lão, theo hướng tây nam không xa là nhà tôi, xin mời trưởng lão vào chơi cho mẹ tôi được gặp được tạ ơn cứu mạng của trưởng lão sau đó tôi xin đưa tiễn trưởng lão lên đường tam tạng vui vẻ xuống ngựa cùng bác tiểu phu thành đoàn năm người đi bộ theo hướng tây nam một lát họ đã nhìn thấy một bà cụ tựa cánh cửa trước ngôi nhà nhỏ nước mắt rưng rưng đang khóc tiểu phu nhìn thấy mẹ mình bỏ cả tam tạng chạy vội về bên cửa người tiểu phu vội đem việc mình được thầy trò đường tăng cứu thoát kể với mẹ bà cụ nghe xong bước một bước lại lạy một lạy lạy khắp bốn thầy trò rồi mới vào trong nhà nghỉ ngơi vào nhà mẹ con còn dập đầu tạ ơn mãi rồi mới đi sửa soạn cơm chay mời thầy trò bốn thầy trò ăn no căng rồi sửa soạn hành lý lên đường người tiểu phu không dám giữ lâu mời mẹ giả ra lại thầy trò hai lại cảm tạ xa tăng dắt ngựa bát dưới gánh hành lý hành giả đi sát bên cạnh tam tạng ngồi trên ngựa thầy trò tiếp tục nhằm hướng tây thẳng tiến